Kem sửa nhờ 8 năm, 80% người Việt Nam sử dụng. Chào các bạn, vậy là đã đến mùa đông rồi và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dòng đèn sưởi Hans. Dòng đèn sưởi này rất là tiện lợi và phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên thì trên thị trường có rất là nhiều hàng trôi nổi và hàng nhái của Hans. Do đó thì các bạn nên đến các đại lý chính hãng của Hans và lựa chọn loại đèn tốt nhất nhé. Đó là các đại lý tại quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên và quận Hà Đông. Tại quận Đống Đa có đại lý Tân Sinh 12A An Trạch. Tại quận Hai Bà Trưng có đại lý Điện Bà Loan số 237 Thanh Nhàn. Tại quận Hoàn Kiếm có đại lý Đức Hà số 3 Trần Phú. Tại quận Long Biên có đại lý Hùng Dung số 172 Việt Hưng. Và tại quận Hà Đông có đại lý Hữu Nhiên số 37 Liền Kề 28 khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Các bạn nên đến các đại lý này để chọn lựa được các dòng sản phẩm chính hãng do Hans phân phối. Hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn được loại đèn phù hợp với nhà tắm của mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đèn sưởi nhà tắm Hans, 80% người Việt Nam sử dụng.